Gần 700 học sinh thuộc 4 trường trung học ở Lido Sài Gòn hớn hở đến tham dự buổi chiếu phim dành cho học sinh của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest hôm ngày 6 tháng 10 ở rạp Frida Cinema thuộc thành phố Santa Ana, Nam California. Đây là một trong những buổi chiếu phim miễn phí ban tổ chức Việt Film Fest dành riêng cho các em học sinh trung học trong vùng mỗi năm để các em tìm hiểu thêm về văn hóa đời sống của người Việt khắp nơi trên thế giới qua phim ảnh. High School Day, tức là ngày dành cho các em học sinh trung học, bắt đầu vào năm 2007. Thì trước đó vào năm 2005 thì cô giáo Nguyễn Thảo Ly từ trường Westminster High School, trường trung học Westminster có đến đưa một chừng 5-6 em tới xem. Thì lúc đó Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế vẫn còn ở Đại học UC Irvine. Và đến 2007 thì Thảo Ly đem 50 em tới, rồi con số cứ dần dần tăng lên. Còn số đó chỉ là một trong số các trường trung học đến tham dự buổi chiếu phim miễn phí này. Năm nay, một vài trường phải giảm bớt số học sinh tham dự vì rạp hết chỗ và ban tổ chức không có đủ suất chiếu. Mỗi năm, các em đều đi hết. Khoảng 210 học sinh đều đi 4 chiếc xe bus. Muốn dắt các em tới đây để các em thấy được học thêm nhiều về cái truyền thống, cái văn hóa và đồng thời để cho các em thấy cộng đồng Việt Nam mình, người Mỹ gốc Việt Nam có thể làm những cái ngành khác nữa và để các em thấy mở mang chiếc các em thêm. Trong cái bầu không khí được kết nối với nhiều người có chung nhiều điểm tương đồng và có chung một di sản văn hóa, làm cho em rất hấn hở và muốn tìm hiểu thêm về nhau, về nơi chôn nhau cắt rốn cũng như là quá khứ của ông bà cha mẹ, để thấy được một phần lịch sử của họ. Cái điều mà khiến em cảm thấy vui hơn là em được xem những bộ phim của Việt Nam chung với bạn của em. Nó khiến em cảm thấy vui hơn với khi mà coi một mình. And just to see everyone smiling and having fun and enjoying. Chỉ nhìn thấy mọi người vui cười cùng nhau trong giây phút này đã thực sự làm cho em có nhiều cảm hứng và cảm thấy rất phấn khích. Đặc biệt là chỉ có đến với Việt Film Fest thì các em sẽ được xem những cái cuốn phim ngắn mà nói về đời sống của rất nhiều cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Năm nay Việt Film Fest kỷ niệm 20 năm thành lập. Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế là sinh hoạt lớn nhất của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ VALA mà ban tổ chức và nhân lực hầu hết là các thuyền viên từ các trường đại học và từ trong cộng đồng người Việt ở Lido, Sài Gòn.